Xin chào hết thảy cô bác anh chị em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến nói về một chủ đề rất là nhạy cảm. Và gần đây rất nhiều người hỏi tôi, có đặt một câu hỏi cho tôi rằng người tin Chúa thì có được uống bia uống rượu hay không? Hay là người tin lành có bị cấm uống bia uống rượu hay không? Chúa có cấm chúng ta là những người tin Chúa làm những điều đó hay không? Và chúng ta sẽ cùng nhau đến nói về điều đó, về chủ đề đó nhé. Thực ra nếu mà đọc đúng Kinh Thánh thì không có một chỗ nào cấm Cơ Đốc nhân uống bia uống rượu, nếu như anh chị em đã từng đọc hết Kinh Thánh. Và thậm chí có những người mà họ rất thích uống bia uống rượu. Bởi vì sao? Quá khứ họ là người nghiện bia nghiện rượu rồi. Và khi họ tin Chúa, họ cũng muốn có được sự cứu rỗi, nhưng họ lại cũng muốn làm sao mà để chiều chuộng cái xác thịt của mình. Họ muốn cả hai anh chị em ạ. Và họ vin vào những câu Kinh Thánh rằng Chúa Giêsu cũng từng làm phép lạ, hóa nước thành rượu. Họ nói rằng ôi, rất nhiều câu Kinh Thánh khích lệ người khác uống rượu. Và ngày xưa khi tôi đọc ở trong Kinh Thánh, Phaolô cũng khuyên Timôthê uống rượu. Và tôi đọc đến điều đoạn đó tôi bất ngờ. Tôi nói ôi chơi, thế tại sao lại Phaolô lại khuyên người ta uống rượu thế này? Thì rất nhiều người họ đọc cái câu Kinh Thánh này, họ sẽ phạm tội thì sao hả Chúa? Họ sẽ lao vào rượu chè thì sao hả Chúa? Nhưng đến khi nếu như đọc kỹ và đọc suy nghĩ thật kỹ câu Kinh Thánh đó, thì chúng ta cùng thấy rằng là không phải Phaolô khuyên Timôthê hãy uống rượu. Tôi sẽ đọc với anh chị em câu Kinh Thánh, mà rất nhiều người Cơ Đốc nhân ngày nay tin Chúa lâu năm, vì câu Kinh Thánh này mà họ đã lao vào bia rượu không có chỗ dừng. Bởi vì họ tin rằng Chúa ủng hộ họ, Chúa cho phép họ, Chúa tha cho họ, Chúa đồng ý cho họ làm điều đó. Tôi sẽ đọc với anh chị em nghe. 1 Timôthê chương 5 câu 23, Phaolô nói như này: vì dạ dày của con và vì con thường hay đau yếu, nên con không chỉ uống nước mà thôi, hãy dùng một ít rượu. Và cái bản dịch này nói rằng là vì dạ dày của con, vì dạ dày của Timôthê có vấn đề về sức khỏe, nên là Phaolô khuyên rằng ông hãy uống một chút rượu để cải thiện cái sức khỏe của ông ấy. Tôi không biết là rượu gì cái thời điểm đó mà Phaolô nói với Timôthê. Có thể cái căn bệnh đó cần một chút rượu để cải thiện cái sức khỏe của Timôthê, nhưng không có nghĩa là câu Kinh Thánh này khuyên tất cả Cơ Đốc nhân chúng ta được phép uống rượu, ủng hộ, cổ suý cho chúng ta là những người tin Chúa hãy uống rượu đi. Và một cái lý do nữa là tại sao những người tin Chúa không uống rượu mặc dù Kinh Thánh không cấm. Các mục sư cũng không ai nói với anh chị em là họ cấm anh chị em uống bia uống rượu đâu. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi một câu Kinh Thánh này chúng ta sẽ cùng nhau đến đọc, anh chị em sẽ hiểu là tại sao những người tin Chúa họ không uống bia uống rượu, họ không trộm cắp, họ không nói dối, họ không phạm tội tà dâm, họ không cặp bồ, họ không làm tất cả những cái điều mà thế gian cho rằng đó là tội. Và tôi sẽ cùng đọc với anh chị em ở trong 1 Cô-rinh-tô chương 10 câu số 31, Phaolô có nói như này: vậy anh em, hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giuđa, người Gret hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Phaolô nói ở đây: hỡi anh em, phàm ăn hay uống hay là làm bất cứ điều gì khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Vậy khi tôi uống bia uống rượu và người khác nhìn thấy tôi, có khiến cho Chúa được vinh hiển hay không ạ? Nếu như trước đây tôi là người chưa có Chúa, tôi chưa tin Chúa, tôi uống bia uống rượu, tôi say sưa, tôi chè chén, thì cái chuyện đó là chuyện rất bình thường. Nhưng mà khi tôi tin Chúa rồi thì ngay cái người ngoại họ sẽ đặt một cái tiêu chuẩn khá cao cho một người tin Chúa. Anh chị em có tin điều đó? Cái ngày tôi 15 tuổi tôi đến với Chúa, chưa hề có ai dạy dỗ tôi là người tin Chúa phải cái tiêu chuẩn như thế nào. Nhưng mà khi tôi tiếp nhận Chúa là tự nhiên trong tôi biết được rằng là mình phải thay đổi. Và tôi đặt cái tiêu chuẩn đó trên tất cả những cái người mà tôi nhìn thấy. Tôi nghĩ đơn giản thôi là người tin Chúa chắc là họ phải tốt lắm, họ thánh khiết lắm, họ yêu mến Chúa lắm, họ không phạm tội đâu. Và rồi có một ngày khi tôi mới tin Chúa được khoảng một tháng, tôi nhìn thấy một cái người chấp sự ở trong hội thánh, một cái người nhân sự, một cái người giảng dạy lời Chúa. Tôi nhìn thấy họ uống bia. Họ uống bia trong một cái nơi kín đáo. Và vô tình tôi nhìn thấy hình ảnh đó không chỉ một lần mà hai lần tôi nhìn thấy. Và anh chị em biết gì không? Tôi thất vọng. Tôi bảo ôi, người tin Chúa mà lại đi uống bia thế này. Và tại sao không uống ở nơi công cộng? Tại sao không uống ở các cửa hàng? Tại sao không uống ở nơi mà người khác có thể nhìn thấy mà lại phải dâm dúi như thế này? Và đến nỗi tôi nhìn thấy hình ảnh đó và tôi thất vọng, tôi bị vấp phạm vì người đó uống bia uống rượu. Bởi vì tôi đặt một cái tiêu chuẩn rất cao trên người đó, là người tin Chúa, là người giảng dạy lời Chúa với tôi, là người giúp tôi, thì người đó phải có một cái tiêu chuẩn để mà tôi nhìn thấy. Và đúng câu Kinh Thánh này nói rằng đừng làm gương xấu cho người Giuđa hay là người Gret, người dân ngoại đó, hay là người ở trong hội thánh. Nếu như tôi uống rượu, rõ ràng rồi anh chị em, rượu là thứ gì ạ? Khiến cho người ta luông tuồng, say sưa,
nếu như chúng ta không biết tiết độ. Và tốt nhất là chúng ta sẽ không dính dáng gì đến bia, đến rượu cả. Bởi vì sao ạ? Tôi mới chỉ nhìn thấy một người uống bia thôi, một người hầu việc Chúa, mà tôi đã thất vọng như vậy, anh chị em. Thì người thân của chúng ta thì sao? Nếu như chúng ta tin Chúa rồi, nếu như đời sống của chúng ta không có gì thay đổi, thì người thân của chúng ta liệu rằng nghĩ thế nào về Đức Chúa Trời của chúng ta? Ở cái câu 33 nói rằng: hãy như tôi, gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Anh chị em ơi, Phaolô nói rằng: hãy như ông ấy, cố gắng, gắng sức của mình trong mọi việc, đừng tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều con người để cho họ còn được cứu. Anh chị em ạ, hãy nghĩ đến người thân của anh chị em. Họ nghĩ đến những cái người thân của họ, những người mục sư, những người truyền đạo, những người hầu việc Chúa. Họ nghĩ đến người thân, những người hầu việc Chúa, những người lân cận của họ, trong gia đình của họ, trong hội thánh. Ở Phaolô nói đây rằng: nhưng cho phần nhiều con người để họ còn được cứu. Nếu như họ, người thân của chúng ta cứ nhìn thấy chúng ta uống bia, uống rượu, nay bạn bè, say sưa, người anh chị em thấy không? Thì người thân của chúng ta, họ nghĩ gì ạ? Có thể họ không muốn nói với anh chị em, nhưng họ thất vọng. Tôi đã từng mang cái sự thất vọng đó. Rồi tại sao nhiều người tin Chúa, họ không lui tới những cái quán bar, quán karaoke để hát karaoke? Karaoke không phải là xấu, nhưng mà đến cái nơi đó, nếu như bây giờ anh chị em tưởng tượng một người mục sư đến cái quán karaoke để hát, rồi khi anh chị em nhìn thấy họ bước ra khỏi cái quán đó, một cái quán karaoke có đèn mờ gì đó, mặc dù không cần biết là họ làm gì bên trong, họ có thể trong sạch, họ chỉ là hát karaoke thôi, một người bạn mời họ, nhưng khi họ bước ra khỏi cái quán đó, nếu như một người tín đồ mà nhìn thấy thì sẽ nghĩ gì về người mục sư của mình? Có phải rằng là chúng tôi ngày nay, tất cả những anh chị em, những người tin Chúa không uống bia, không uống rượu, không làm những cái điều đó bởi vì luật pháp không? Không phải. Bởi vì câu Kinh Thánh này nói rằng: đừng có tìm lợi ích riêng cho mình nữa, mà hãy vì lợi ích của nhiều người, vì lợi ích của những con người khác họ chưa có Chúa. Và tôi từng nhìn thấy một cái tình huống như thế này nữa. Tôi đã từng nhìn thấy tình huống như này trong hội thánh của chúng ta. Có một người rất là yêu mến Chúa, một người hầu việc Chúa, một gia đình hầu việc Chúa rất là sốt sắng, anh chị em. Và có một cái ngày kết thúc một buổi nhóm, có một cô gái nói với cái người lãnh đạo đó rằng là: anh ơi, em hiện tại đang bị rất là đau đầu, em cần anh trở về nhà, em cần anh trở về nhà của em vì em rất là đau đầu, em rất là mệt. Thì cái người này mà không nghĩ ngợi gì cả, mời cô gái đó lên xe và ngay lập tức chở cô đó trên đường Hà Nội về nhà. Và cô nói rằng cô bị đau đầu nên cô gục đầu vào vai cái người hầu việc Chúa đó, cái người chấp sự đó. Thì anh chị em thấy rằng là, thì trên đường đi vô tình một cặp vợ chồng cũng là cái người tin Chúa, họ nhìn thấy hình ảnh đó. Người nam đã có vợ, một cô gái thì trẻ, một người nam đã có gia đình, chở sau lưng mình là một cô gái trẻ đẹp, gục dựa vào vai nhau như vậy, tay thì ôm eo như vậy. Thì đấy có phải là gây sự vấp phạm cho cái người nhìn không anh chị em? Mặc dù người đó không có gì cả, hay là có gì đó, chúng ta chỉ cần biết là chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh đó, chúng ta ngay lập tức phán xét họ. Vì vậy những người tin Chúa, họ biết họ sẽ tránh xa những cái điều mà gây cho người khác sự vấp phạm, anh chị em ạ. Kinh Thánh không cấm điều đó. Và một trong những lý do mà tôi khuyên tất cả cô bác anh chị em chúng ta ở đây, hãy tránh xa bia rượu. Bởi vì sao? Kinh Thánh nói, ở trong châm ngôn nói rằng: nếu như người nào ham thích uống bia uống rượu thì người đó liên tục sẽ không bao giờ làm giàu được, thậm chí là mang sự chuốc lấy sự nghèo đói cho bản thân mình. Tôi sẽ đọc câu Kinh Thánh nói với anh chị em. Ở trong châm ngôn chương 21 câu số 17 có nói như này: kẻ ham ăn chơi đàng điếm sẽ trở nên nghèo khó, kẻ khoái nhậu nhẹt rượu chè sẽ chẳng giàu có được đâu. Ở trong châm ngôn chương 21 câu số 17 nói rằng cái kẻ khoái nhậu nhẹt rượu chè sẽ chẳng giàu có được đâu. Đó là một trong những lý do chúng ta tránh xa rượu bia, anh chị em. Đây, châm ngôn nói là từ ai? Một người khôn ngoan, một người giàu có, một người từng trải. Nói rằng là một cái kẻ khoái nhậu nhẹt rượu chè sẽ chẳng giàu có được đâu. Vì vậy anh chị em ơi, tôi cầu nguyện để tất cả cô bác, anh chị em, những người tin Chúa, chúng ta hãy nói với Chúa rằng: Hãy giúp con vượt qua tất cả những cám dỗ. Và điều con vượt qua không phải vì chính mình con nữa, nhưng mà vì cớ người thân của con, những người lân cận của con, những anh chị em trong hội thánh của con. Amen.
Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Và sau đây tôi mời anh chị em cùng xem một cái đoạn clip nói về tác hại của bia và rượu. Nguyện xin Chúa ban phước cho anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em. Thích niêm mạc dạ dày. Lúc này, cơ thể sẽ có phản xạ nôn mửa nhằm giảm tình trạng kích ứng. Những ai thường xuyên uống rượu khi đói có thể gây viêm loét, thậm chí gây ra tình trạng chảy máu dạ dày. Khoảng 20% lượng rượu được hấp thụ tại dạ dày, 80% còn lại sẽ được hấp thu tại ruột non để đưa vào trong máu. Khi vào hệ tuần hoàn, rượu thẩm thấu vào trong máu, theo máu đi đến khắp cơ thể gây ra tình trạng giãn mạch máu, tăng lưu lượng máu lên bề mặt da nên những người uống rượu thường hay đỏ mặt, cảm giác ấm áp tạm thời. Sau đó, cơ thể có thể bị mất nhiệt, hạ huyết áp. Lên tới não, rượu làm chậm việc truyền thông tin giữa các chất dẫn truyền thần kinh não, có thể dẫn đến những thay đổi trong hành vi và tâm trạng của người uống rượu. Cụ thể như gây lo lắng, trầm cảm, mất trí nhớ và co giật. Nếu tình trạng dinh dưỡng của người uống rượu ở trong điều kiện kém, phù não sẽ xảy ra và các triệu chứng kèm theo. Đáng sợ hơn là mất trí nhớ, nhầm lẫn, ảo giác, mất khả năng phối hợp cơ. Khi vào tới thận, rượu bia có tác dụng lợi tiểu, làm cho thận không thể điều chỉnh được chức năng dòng chảy của chất lỏng trong cơ thể một cách bình thường, dẫn đến phân phối các ion natri, kali và clorua bị rối loạn, mất cân bằng điện giải. Uống quá nhiều rượu bia cũng có thể dẫn đến tăng huyết áp. Đây là nguyên nhân lớn gây suy thận. Ngoài trạng thái lỏng, rượu còn ở trạng thái khí. Khi hít vào trong phổi sẽ nhanh chóng đi vào máu. Đồng thời, rượu bia cũng được đào thải qua cơ thể bằng đường hơi thở. Do đó, có thể đo nồng độ cồn trong hơi thở để đánh giá được lượng cồn trong cơ thể. Chỉ khoảng 10% lượng cồn đào thải qua đường nước tiểu, mồ hôi và hơi thở, 90% còn lại sẽ đến thẳng gan. Tại đây, chất cồn từ rượu, bia sẽ được gan xử lý, tiến hành quá trình khử độc. Tuy nhiên, khả năng của gan chỉ có hạn, chỉ có thể xử lý được một lượng cồn nhất định mỗi giờ. Nếu nồng độ cồn trong máu càng cao, thì thời gian xử lý càng lâu. Khi lượng cồn vượt quá, tế bào gan hoạt động quá tải, cồn trong rượu chuyển hóa thành acetaldehyde. Chất rất độc, không chỉ với gan mà còn cả với thần kinh, thị giác, dạ dày, đường tiêu hóa, tích tụ ở lá gan. Các bệnh chủ yếu về gan mà những người uống rượu, bia gặp phải là gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan. Lâu ngày, tế bào gan bị phá hủy dẫn đến ung thư. Uống quá nhiều rượu, bia thường xuyên, kéo dài có thể gây ra hiện tượng làm giảm sức co bóp của cơ tim, dẫn đến lưu lượng máu vận chuyển đến các cơ quan trong cơ thể không đều. Đó là lý do những người nghiện rượu thường bị bệnh cơ tim, có thể gây giãn và chảy xệ cơ tim. Người mắc bệnh cơ tim thường khó thở, rối loạn nhịp tim, mệt mỏi, gan to và ho dai dẳng. Uống bia, rượu quá nhiều có thể làm rối loạn chức năng của tuyến tụy, khiến cho nó tiết ra quá nhiều enzyme bên trong. Thay vì vận chuyển enzyme vào ruột non, sự tích tụ enzyme trong tuyến tụy cuối cùng dẫn đến viêm tụy. Viêm tụy có thể diễn ra nhanh như một cơn đau cấp tính. Các triệu chứng bao gồm đau bụng, buồn nôn, tăng nhịp tim, tiêu chảy và sốt. Tuy nhiên, nó cũng có thể tấn công tụy có tính chất mãn tính, dẫn đến chức năng tuyến tụy hoạt động chậm, gây ra bệnh tiểu đường, thậm chí tử vong.